đánh xe đạp điện, quan tâm gì đầu tiên? Bình, đúng rồi, quan tâm cái bình, nó có đồng hồ báo nước bình, mà không có hết bình thì mình di chuyển xe rất là nặng nề là khó. Cái thứ hai nữa là về cái yên xe. Cái yên xe thì các em phải điều chỉnh làm sao mình ngồi được yên xe thì chân mình phải chống được dưới đất. Chứ cái xe mà có nhất là mấy em nữ mà ngồi mà tên mà chứ tự còn xong rồi còn cái khi mà ngựng lại phải nhảy xuống chứ đâu có tới thì cũng rất là nguy hiểm. Khi có sự cố xảy ra mình không thắng lại kịp thời, mình không dừng chiếc xe được, nó ngã mình lộn xộn mình cũng có thể té, cho nên phải điều chỉnh cái yên. Cái thứ ba là như nói cái thắng là quan trọng nhất. Khi mà gặp cái sự cố bất ngờ, có cái trước ngày giờ bất ngờ mà mình thắng không ăn thì sao? Chào cái chân xuống, chào cái chân thì có đảm bảo không, nó có dừng được ngay đó không? Đó thì nó cũng là một nguyên nhân và thường xuyên là tai nạn giao thông xảy ra học sinh ở như đây. Rồi việc thứ cuối thì liên quan các em là cái đội nón. Mình chấp hành lực tốt rồi, mình đi xe tốt rồi, nhưng mà mình không đội nón hoặc là mình đội nón không đúng quy cách, khi mà xảy ra va chạm hoặc sự cố gì thì nó cũng rất ảnh hưởng về cái sức khỏe của mình. Sau đây anh sẽ hướng dẫn về cái cách đội nón. Đây cái nón rất đẹp, nó cũng là Em canh đó. Thì canh của nhà là nó cứ nói vô ra rồi.
cho nên từ cái đó mà hàng thông hay ra mà trong thời những trong thời tình thời gian hiện nay thì chỉ như vậy đó, đội nón là như vậy đó, không nó không đảm bảo. Cho nên khi đội nón, khi đội khăn vô ở phía sau càm để nó giữ nón rồi, thì mình lấy hai cái ngón tay của mình bình chọt vô ở phía dưới cái càm để chi, là nếu mình chọt hai ngón tay này vô mà nó vừa, nó được, là cái nón nó vừa, nó không chặt quá, nó không lỏng quá. Nếu mình nhảy vô nó chặt quá thì nó gây sức khỏe, nó nghẹt thở được. Còn nó rộng như sườn phòng này thôi xuống thì nó không đảm bảo, không đúng rồi, nó không có giữ được cái đầu của mình. Đó là một cái đoạn nón cũng như là cái cách đội mũ cho nó đúng chuẩn là như thế, rất là tốt, rất là quan trọng. Khi mà có thể ra sự cố mà anh ấy đi 10 vụ về hỏi có đội nón mới có mà là như thế đó, như thế. Về mình cũng là mình nhắc anh chị cha mẹ mình cũng như là mình giáo hành thờ trực. Ngoài ra thì cũng nhắc thêm thì các em biết là hiện tại thì nhà mình ai có xe gắn máy đó này phải không? Các em biết xe gắn máy đi đường cần các loại giấy tờ gì các em có nắm không à? Thứ nhất là bằng lái, thứ hai chứng minh nhân dân, thứ ba là gì? Bảo hiểm xe. Cái thứ tư là gì? Bằng lái xe, có chiếc xe có bằng lái. Nhưng mà chủ yếu là cái thông bộ quy định ba cái giấy cơ bản thôi. Một, giấy lái xe, đối với các xe phải có bằng. Hai là giấy chứng nhận đi xe, ba là giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Cái bắt buộc này hiện nay thì công an tỉnh cũng đang thực hiện kế hoạch thực hiện cao điểm xử lý cái nhà bảo hiểm này. Nói chung chủ xe không tham gia, tại vì nó bắt buộc là phải bắt buộc. Thể hiện nó có nguyên nhân thế này: thông qua các vụ giải quyết trên cái tai nạn giao thông thì đã nói tai nạn giao thông còn là một cái rủi ro, thì cho nên là mình phải tham gia bảo hiểm đó. Để khi mà mình có gặp sự cố tai nạn giao thông đó thì bảo hiểm đó thay mình nó sẽ bồi thường khắc phục cái hậu quả của cái người mà không có lỗi. Tại vì tai nạn thì nó là do bất ngờ, biết một cái nguyên nhân đó mình đã lỗi thì bảo hiểm sẽ bồi thường cho mình được mà mức trách nhiệm cao nhất tới 100 triệu đồng. Hiện tại thì qua cái khảo sát, qua thông tin thì biết là cái tình hình như thế nó phát triển rồi, nhưng mà nó chỉ dừng lại một cái số gia đình thôi, còn lại cũng còn vẫn còn một số gia đình chưa có nói là khá giả. Cho nên khi mà cái xảy ra sự cố như vậy, rất là nhiều trường hợp là rất khó khăn, tiền đâu mà để khắc phục hậu quả cho bên kia. Cho nên từ đó lực mới bắt buộc là phải mình tham gia điều khiển xe, phải tham gia bảo hiểm là như thế. Cho nên về mình cũng vận động anh chị mình, cha mẹ mình, nếu ai chưa tham gia thì cũng phải tham gia cho nó đầy đủ. Cái việc thứ cuối cùng, giờ nói cuối cùng, mình nói còn tới trưa, các em cũng đang học ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái việc các phòng chống đuối nước thì cái việc phổ cập bơi hầu như là ở đây là mình mà này không nước mà các em, chắc có ai không biết lội không à? Không biết lội, nói chung là cái từ biết lội là cái từ ngắn gọn của mình, còn đúng ra là nó là bơi khác, lội là mình đi xuống sông mình lội, chứ là lội một bơi là mình dùng hai tay. Thì đó cũng là một cái môn thể thao, một cái môn cũng rất là tốt cho cái sức khỏe của mình. Thứ nhất là nó phát triển về chiều cao thì nó cũng là tốt. Thứ hai nữa là khi có sự ra do mà sự cố mình té, mình lớn cái sông thì cũng hồ rằng mình sâu thì mình cũng biết bơi để bảo vệ được mình. Cho nên các em có một cái số việc lưu ý thôi. Thứ nhất là khi bơi, trước khi bơi thì mình phải khởi động cho cái thân thể mình cho nó không bị căng cơ. Mà căng cơ rồi ta kêu bằng nhịp chuột rút, là mình gặp môi trường nước lạnh dễ bị chuột rút. Nếu mình không phải động tốt chân là mình không bơi được thì cũng phải ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình, nhất là cái ngạt nước, chết do ngạt nước. Cái thứ hai, khi đi bơi chỗ nào đó thì mình cũng phải là mình nói cho người nhà biết, cha mẹ chị biết con đi coi chỗ đó, để cho mọi người cũng có trách nhiệm sống coi mình em để có cái sự cố gì động hiện kịp thời. Cái thứ ba thì nhà mình còn ngoài mình thì còn em mình còn nhỏ chưa biết bơi thì mình cũng cố gắng không cho vui đùa chơi ở gần cái khu vực mà gần cái ao hồ cộng đồng.
thứ tư là đây là mình ở đây có ai đi đò ngang không ạ? Có ai đò ngang đi học không? Nếu mà không đi học nhưng mà mình có đi đâu đó bên quan kia sông mà đi qua bên đò Văn Đa này thì đi đò mình phải có áo phao hay mặc áo phao để từ khi có cái rủi ro. Cái thứ năm nữa là gì? Khi mà mình đã biết bơi rồi, mình gặp mấy người đuối nước, mình có nhảy xuống mình cứu mấy người đó không em? Có nghĩa là khi đúng rồi, khi mà được các cái gặp như vậy thì thấy la lắm và mình báo hiệu cái chị đó, thông báo cho để người lớn người đến bên cứu giới. Tại vì mình dù mà biết bơi nhưng mình còn nhỏ thì mình xuống dưới đó, cái người mà không biết bơi, người ta cái lực năng là ngó bên thì mình không giải cứu người ta được mà vẫn là mình mất là chết luôn. Cho nên rất là nguy hiểm các cái việc như vậy thì các em cũng nên lưu ý. Thôi thì mình tới đây mình ngưng nói nữa.